coming for you. Legendary! Ouch! Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Mình là NMH đấy. Thì lời đầu tiên thì cho NMH gửi lời chúc đến toàn thể anh em có một ngày thật là vui vẻ và leo rank thành công. Thì bên mình chửi nhau nháo anh em ạ. Mình chạt nhẹ phạt gọi là lá ví. Bảo đó là cấn phở ló. Ở giai đoạn là cầm tròn đi, ở vị trí ấp nằm thì làm vì thế mình bảo cấu gọi là sánh rơn là tuy đít tốp ấy, kiểu là cầm làm vì đi đường tà thân để chạm mặt với tay bên đích. Và thì bên mình gọi là chửi nhau nhau ấy. Kể cả vào trận mới cùng chửi anh em ạ. Đấy anh em thấy thì làm vì tốp nhá rồi các kiểu. Và mình thì gọi là chạt nhẹ, gọi là lao ví bảo, gọi là cấn phơ lo 10 mạng. Ok. Thì nói chung thì sẽ hơi khó đấy. Lao ví mà cầm lao ví mà ăn được phơ lo thì có lẽ là mình nghĩ thì cơ hội rất chết là khó. Trừ khi là quá sánh rồi hoặc là phơ lo gọi là hơi bị thọt rồi. Con nhìn thấy phơ ló tính hề rồi thống thảo ẹt nữa thì mình nghỉ lá ví có lẽ là ốm trù thôi. Bây giờ mình đặt lên level 4 rồi. Rồi pha này đảo cánh luôn này, bắt luôn anh em ơi. Chạy đâu, bắt luôn. Ôi pha này bị đẩy lùi không sao cả, lao vào bắt luôn này. Chiêu hai dừng lại một xíu để né ra thương, ăn được cái chiến công đâu vào vị trí Slim Temenic rồi. Rất tiếc là chưa đủ đám để ăn được vào vị trí của Illumia anh em ạ. Nhưng mà như vậy là cũng thành công rồi, lùng được chiến công đâu của mạng xà thủ tem đích, vậy là ok. Tem bên mình lùng thêm mạng nữa, vậy là quả là thành công ở giai đoạn đầu trận rồi. Thì chất tưởng kéo ra thì anh em thấy thì khi anh em vào cầm tròn thì có cái dấu đó là giảm sức mạnh. Thì kéo ra ở bản cập nhật mới nhất này thì cũng bị giảm sức mạnh nhá, nên là nói chung thì cũng bị giảm đi đó cái lượng đám khá là đáng kể. Không còn nó khỏe như bản cập nhật trước nữa. Thì tất nhiên vì tưởng nào rồi cũng có sự thay đổi thôi. Và này thì phơ ló này, phơ ló hụt hóa rồi, phơ ló hụt hóa rồi. Mình né được ôi nhưng mà nó vẫn tiếp cận được mình thôi. Ôi xong rồi, phơ ló mùa hay thế. Ôi mùa kinh thế. Trấu quá anh em ạ. Tém bên địch bắn trù trời luôn kìa. Là vì tém mình đã phải lên bảng điểm số rồi. Đầu trận thì mình cũng chưa đủ đám nữa, pháo đỏ thì cũng lấy đi nhiều lượng máu thôi nhưng mà chưa đủ lượng đám. Thì trận hiện tại thì cũng hoa hoãn dành cho hai bên. Ở trận đấu này thì tém bên bàn hiểu tổng chế nhiều quá. Illumia rồi thế mà Alistair nữa. Vào mà không cẩn thận bị Alistair nó xích phạt thì thôi xong. Tại bên bàn lượng sát thương phép cũng khá là nhiều và tìm bên mình cũng vậy. Có cái thì tìm bên mình không biết nếu mà ghi đu lên phép ấy thì thực sự không có đám chống chịu thì sẽ hơi khó chơi ấy. Với chất tưởng Kera là một chất tưởng anh em có lẽ là đi rừng vẫn là phương án hiệu quả nhất. Cũng khá là khỏe vì tưởng này nói chung bắt sát thương chủ lực của tém đi cũng ok. Có cái trận đấu này của Alistair thì hy vọng là Alistair mất khóa các kiểu. Chứ Alistair mà đang còn khóa thì sẽ rất chứ là khó chơi. Rồi tình huống này thì mình lùi lại một xíu nhá. Trận đấu này thì tém bên bàn lại là sơ vị trí sơ lim đi rừng anh em ạ. Sơ lim đi rừng thì mà chúng cũng được thôi. Nhưng mà cần đó là có đô một xíu sơ lim mới khỏe. Chiều qua rồi, tém bên địch lại bị dính ngay cái ngục tu vĩnh hằng đến từ Alistair rồi. Mà dính ngục tu vĩnh hằng thì không thể chạy nổi. Alistair thì khắc chế những vị tướng thuộc dạng cỡ đồng và lao vào ấy. Thôi chắc là xíu nửa phải để Alistair mất chiêu cuối mới lao vào anh em ạ. Chứ lao vào nó xích liền.
Bởi vì chất tường của tay bên mình thì cũng theo thiên hướng gọi là lên màu khá là mỏng, khó mà có người có thể cấu kéo được. Hơi thọt ở giai đoạn đầu trận rồi, giá tá tém địch thì rất chứ là xanh luôn. Thôi chắc có lẽ là phải chờ đồng đội kiểu là cấu kéo chiêu cuối thôi. Mình vào 6 chứ mình mà là vào đầu phạt thì lại dính ngay cái chiêu cuối quá là tớ thì mệt. Đấy, nhìn tình huống này thì mình sẽ lên để xem có bắt được ai không. Giá tá của tém địch thì đã bị gọi là lên bảng điểm số lùng được cái màn chấm dứt rồi. Vậy là hay rồi anh em ạ. Ôi, lỗi rồi. Tường này rào dơ dây của anh em ạ. Phá đó thì mình cũng sụt xuống lỗi nữa. 6 cái bản cấp chất mới á, thì anh em thấy thì tường nhiều chỗ nó rất chứ là dày luôn ấy. Lúc trước vì những rú cá này, rồi các chất tường thuộc dạng gọi là có cái di chuyển ngắn ngắn ấy, thì có thể qua cái địa hình giống như đoàn này vậy này. Bây giờ tường nó dày như chi luôn á. Dù cá bây giờ thì khóc anh em ạ. Kiểu lúc trước thì chiêu hái có thể lượt quá dễ dàng, nhưng bây giờ không lượt được. À, mất chiêu cuối rồi. Mất chiêu cuối rồi là có màng này. Một em lên bảng điểm số này. Lùi lại một xíu dính cái đàn thân quáng đẹp quá. Hai em lên bảng điểm số này. Đấy, nói chung chỉ cần Alistair tém địch mất rồi lấy chiêu cuối là mình bắn vào chơi được ấy. Nhưng mà sợ nhất là tớ vẫn đang còn chiêu cuối. Đây, pha này mình sẽ núp đấy để bắt vị trí sơ lim nhá. Giá ta thì đang cất cảnh bắt vào vị trí xa thủ, nhưng mà mình sẽ bắt Slim này. Chiêu 1 này, chiêu 2 này, tiện Slim đến bảng điểm số này. Siêu việt dành cho mình, nhưng mà cuối cùng thì cũng mất cái màn chấm dứt. Bởi vì lượng máu của mình thì cũng không nhiều nữa, nhưng như vậy là cũng thành công rồi. Bắt được 3 người của tém địch. Nói chung mấu chốt ở trận đấu này vẫn là cấu kéo được, đó là chiêu cuối qua Letter. Chỉ cần cấu kéo được chiêu cuối quả letter thì mình có thể bắn vào và bắt được. Hiện tại thì thế trận của tém bên địch và tém bên mình thì cũng khá là ngang bằng nhau thôi. Chưa bên nào có lợi thế quá lớn cả. Còn về chất tường ở giai đoạn cuối trận thì mình nghĩ tém bên địch sẽ khỏe hơn. Rồi, pha này lại bắt tiếp này. Đấy đấy, ra ta mất chiêu cuối rồi. Ê, bắt ông này cũng được. Mất chiêu cuối rồi này, chạy đâu. Còn một tí máu kia. Ghi đủ trưởng một phá vụ nổ vang hơi trật một xíu rồi. Thôi, phá này thì chắc là 36 kế. Ai nhanh đi người đỏ sống thôi. Mình cũng không thể gọi là vươn lên nữa. Bởi vì sợ lím rồi phở ló, 4-5 người của tém địch tập trung đó luôn. Nên đành chấp nhận gọi là ghi đủ lên bảng điểm số anh em ạ. Phở ló tém địch thì đang bắn trù bắt vào vị trí của lá vĩ múa rất chứ là kinh luôn, nhưng mà đang bị trù bắn. Và cuối cùng thì phở ló tém địch đã phải lên bảng điểm số. Có lẽ là hơi hổ báo anh em ạ. Kiểu là sứ mệnh của phở ló là cấn 4 cấn 5, cấn cả trù, nhưng mà cuối cùng thì không thành công. Thôi bây giờ pha này thì quay xe ngay và luôn thôi. Alistair thì được cái nó mạnh ở khả năng bắt lệ, còn trong các bát tổng thì mình không đánh giá cao vì tưởng đó. Nhưng mà bắt lẻ thì nó là ông trùm anh em ạ. Có cái trận đấu này tém bên mình mà có một tánh cớ ấy, kiểu là như Toro, cơ rep, thến cả kiểu mà kiểu lên cấu kéo được chiêu cuối của Alistair thì sẽ tuyệt vời. Đây, pha này mình sẽ bắt Alistair nhá. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu, hết chiêu cuối rồi đúng không? Lên bảng điểm số này. Nhưng mà có lẽ là tình huống này thì hơi khó rồi. Tém bên địch là 3 người luôn ấy. Illumia tém địch thì cùng tốc biến lên và chơi mình luôn. Cắn nhỉ. Thì nói chung khi mà tém địch tập trung ở đường này thì ở khu vực đường ta thân nhiều ấy, thì tím bên mình ở khu vực đường rồng thì cũng có lợi thế. Lấy được đó là hai cái trụ ở khu vực đường rồng rồi. Vậy là cũng khá là thành công. Vẫn là ăn miếng trả miếng nhau thôi. Một trận đấu thì cũng đáng khá là cắn keo. Bởi vì thực tế thì ở khu vực đường ta thân thì lá vi thì cũng cần sự bảo kế, chứ không phải là mẫu chất tưởng xà thủ từ thân vận động được. Nên là cũng không dám lên cáo, hơi khó chịu. Đối với chất tường Kera thì mẫu chất tường có thể sốc đám cực kỳ là tốt. Những đối phương mà kiểu không lên đồ kháng phép ấy, Kera có thể sốc phát một luôn á. Tất nhiên thì bây giờ cái lượng đám của Kera thì cũng bị hạn chế hơn so với bản cập nhật trước, nhưng vẫn là một chất tường leo rank khá là hiệu quả. Và lên rank cao thì người ta sử dụng Kera cũng khá là nhiều. Đây, tình huống này thì mình sẽ khép góc bắt tìm bên địch nhá. Ok, bắt sơ lím trước đà này. Ê, lo xó cơ khí. Rồi, chiêu 1 này, kết liễu sơ lím này. Quay trở lại bắt luôn vào vị trí của phơ ló này. Tiện phơ ló lên bảng điểm số này. Bắt luôn vào vị trí của Alistair này. Tiện Alistair lên bảng điểm số này. Tripper cứu này.
Ổn rồi anh em ạ, bắt đầu ổn rồi. Bây giờ thì lùng ngay đó là con rồng này nữa. Hiện tại thì team bên mình cùng lấy bảng điểm số 2 người. Thì lính thì cũng chưa phải là quá ủng hộ. Thôi xong rồi, xà thủ té mình thì chắc là không về được rồi. Với cái tốc biển nhưng mà ra ta thấy nó cũng cỡ đồng đấy. Nhìn là xéo cá thì không thể về nổi. Về lượng trù thì bây giờ team bên mình nhỉnh hơn team bên địch rồi. Bởi vì hai chất tướng xà thủ mà chỉ cần có lời thế phạt hoặc là tém địch sở hở phạt á, đẩy trù cực kỳ là nhanh luôn. Về phần chiêu thức của vị tướng Kera thì mình sẽ phân tích cho anh em như sau. Chiêu thức nhất thì anh em sử dụng vào vùng chỉ định. Mục tiêu trúng thì sẽ bị dồn vào phía vị trí của Kera. Và khi sử dụng chiêu 1 thì anh em sẽ để lại một cái dấu ấn trên gọi là đỉnh đầu của tướng địch nữa. Và khi đối phương chịu dấu ấn đó thì anh em có thể kích hoạt thêm một lần chiêu 1 nữa để gây sát thương. Đây, anh em có thể kích hoạt thêm một lần chiêu 1 nữa đó là để gây sát thương. Đơn giản là như vậy thôi. Chiêu thức thứ hai thì anh em phân thân, kiểu là anh em chia đó là vị trí của kẻ ra hình tam giác. Đây, pha này thì sẽ bắt vào xà thủ tém địch. Ui, lò xo cơ khí đẹp quá. Còn một tí máu nhưng mà thôi, pha này mình cũng phải lui về thôi. Đám của Slim tém địch thì cũng khá là to. Nói chung trận đấu này làm sao đừng có để Slim xả sát thương là được. Còn lại thì các chất tướng khác ví như Alistair hoặc Illumia thì không thành vấn đề cho lắm. Còn xà thủ tém địch mà nó xả được sát thương ở trận đấu này thì nó bắn ra 3-4 phạt thì team bên mình gọi là chắc là bọc hơi hết. Bởi vì máu quá là giấy á. Nói chung để bắt được tướng địch thì anh em cần sử dụng chiêu 1 chuẩn dành cho mình. Chỉ cần chiêu 1 trật phạt là anh em rất chứ là khó bắt được tướng địch luôn. Chiêu thức thứ hai thì khi anh em phân thân như thế này thì anh em có thể kiểu là đối phương không thể chọn được làm mục tiêu ấy. Phân thân ra hình tam giác và khi anh em phân thân thì anh em thấy thì phía dưới thanh máu có 3 điểm. Thì 3 điểm nó thể tiến ra đánh xá. Đây, pha này mình sử dụng chiêu 1 này, phân thân một phát này và tiện Alistair lên bảng điểm số. Đây, phân thân một phát thì nó sẽ tiến vào trạng thái gọi là đánh xá và nó tự đánh vào mục tiêu luôn đấy. Thì cách combo của chiêu 1 và chiêu 2 thì anh em cứ sử dụng chiêu 1 trúng mục tiêu dành cho mình. Để đối phương bị zone lại, sau đó sử dụng chiêu 2 phân thân đánh xá. Nói chung gây sát thương vào tướng địch, sau đó thì anh em kích hoạt thêm một lần chiêu 1 nữa gây sát thương. Và này tốc biến nhanh thế. Nói chung anh em thấy thì chỉ cần sử dụng chiêu 1 trật phạt là anh em sẽ khó bắt được tướng địch. Còn chỉ cần trúng phạt là những vị tướng máu giấy anh em bắt phát một luôn. Tình huống này đáng thiếu người nhá, cẩn thận anh em ạ. Đây, bắt sơ lím này, rồi chạy đâu. Này thì sơ lím này, bắt theo luôn anh em ạ. Sơ lím đang khá là thấp máu và tiện sơ lím lên bảng điểm số. Quay xe ngay và luôn thôi. Tránh trường hợp bị Alistair có tém địch bắt. Thôi, bây giờ thì không ăn được ta thân thì quay ăn rồng. Bởi vì ta thân xe ra bên đó thì tém bên địch đang có tầm nhìn khá là tốt. Về chiêu cuối của vị tướng Kera thì khi anh em kích hoạt một phát thì giúp đó là Kera tăng tốc độ di chuyển và biến mọi địa hình thì coi như bằng không, kiểu là anh em có thể đi theo đường gọi là chim bay luôn. Anh em xuyên qua địa hình và khi anh em kết thúc đó là chiêu cuối một phát thì lập tức anh em được hồi chiêu 1 và chiêu 2. Nếu là vì thế để bắt mục tiêu anh em sử dụng được 2 lần chiêu 1 và chiêu 2 á, thì anh em cố gắng làm sao gần hết chiêu cuối là anh em bắt tướng địch á, là anh em sẽ được sử dụng 2 lần đó là chiêu 1 và chiêu 2 nhá. Còn cách combo thì quả là đơn giản thôi, cứ chiêu 1 trúng dành cho mình. Là mấu chốt nhất vẫn là chiêu 1 trúng dành cho mình. Để đối phương dồn lại vào phía Kera. Sau đó thì anh em sử dụng gọi là chiêu 2, phấn thân một phát. Đó là mấu chốt thôi, combo còn chiêu cuối thì sử dụng anh em để đi xuyên tường các kiểu. Đơn giản là như vậy thôi, nhưng mà mấu chốt vẫn là chiêu 1 trúng dành cho mình nhá. Gặp những chất tướng miễn khống chế và những chất tướng thuộc dạng ở cỡ đồng thì cũng sẽ hơi khó một xíu. Bây giờ về thế trận thì anh em thấy thì hai bên thì cũng đang rất chứ là ngang bằng nhau. 23-22 dành cho hai bên, cũng chưa biết mèo nào cắn miểu nào cả. Mình vẫn đang lúc đấy để xem có bắt được mục tiêu nào hay không. Lối điều của tú lén được sử dụng. Nhưng mà bị lộ tầm nhìn rồi.
thì chắc có lẽ bây giờ để xem có bắt được hay không nhá. Tem địch chỉ cần lên cao phát là bắt. Ê, ra ta tem địch. Uầy, một phát thần trần đẹp quá. Thôi lùi về thôi anh em ơi. Mất nửa lượng máu rồi. Trận đấu này mình thấy ra ta tem địch chơi tốt rồi nhá. Bây giờ thì ta thân xế ra đã xuất hiện rồi. Tem bên địch thì cũng đang check anh em ạ. Có anh em nào lên hỗ trợ mình không nhỉ? Bây giờ mình mà lên một mình là Alistair nó xích mình liền. Đấy. Rồi pha này thì mình sẽ lùi lại một xíu này. Alistair mật chiêu cuối rồi thì tạm biệt bàn này. Một em này, hai em này. Đấy, chỉ cần mật chiêu cuối của Alistair là được thôi. Trận đấu này thì tem bên mình kiểu là không có ai để cấu kéo được cái chiêu cuối của Alistair ấy. Mình biết là tem đi cắn ta thân xế ra nhưng mà không dám lên anh em ạ. Bởi vì lên thì chả khác nào nộp mạng dành cho tướng đi cả. Lên phạt là Alistair nó xích liền. Nên là rất may thì phát đầu cùng cấu kéo. Mất ta thân xế giá nhưng mà cũng ngắn được hai mạng của team địch. Vậy là cũng thành công rồi. Thì team địch không tấn công được. Team bên mình thì vẫn đang ép cố gắng lấy đó là những đường lính siêu cấp. Rồi pha này bắt này. Chiêu 1, chiêu 2 này. Bay màu ngay lập tức này. Nhưng vì tường màu dày như mịt tém đi cắt thì quả là dễ dàng rồi. Anh em thấy con bó phạt là bốc hơi luôn á. Lấy được hai đường rồi. Bây giờ một là kết thúc trận đấu, hai là lấy 3 đường. Nhưng mình nghĩ lấy 3 đường thì sẽ hợp lý hơn. Mà slim của tém địch thì cũng xả được sát thương rồi. Thì bên mình đã phải lên bảng điểm số. Đến từ vị trí của FP và xạ thủ, mình cũng phải lùi lại ngay và luôn. Đây, pha này mình núp đấy để bắt đường di chuyển giá của tướng địch này. Sơ lím này, chiếu 1 này, chiếu 2 này, bốc hơi. Nhưng mà lại gặp ngay ông Nga này, tớ thôi xong rồi. Bán giáp hồ mình, lên liềm đợt mình, quay trở lại. Chơi luôn, quay vẫn còn. Thôi được, không sao cả, lời rồi. Bắt được xa thủ và... À là tớ tém địch vậy là lời rồi. Phá đỏ thì mình cũng hơi, kiểu là hơi thám nữa ấy. Cứ nghĩ là lại và chơi được vào vị trí của Alistair. Nhưng mà IGZ gọi là giá tá ở phía sau. Giá tá thì mất chiêu cuối rồi. Nhưng mà nó vẫn tung chiêu và đủ cái lần đám để ăn được mình. Nhưng mà không sao cả anh em ạ. Vẫn lời là ổn rồi. Cắn đây. Không phải đơn giản. Nói chung anh em thấy thì đồ sốc đám của Kera thì không phải bàn cãi. Nói chung chỉ cần anh em sử dụng chiêu một chuẩn vào đó. Là sốc đám vị trí của Slim hoặc là vị trí của... mịt tém địch, Illumia là bốc hơi luôn. Nhưng mà những chất tưởng vì như Floor này, rồi thêm đó là vì Alistair này, thì không sốc được nhá. Bởi vì Alistair nó cũng lên đồ kháng phép, giáp gai á. Floor thì cũng lên đồ kháng phép nữa, nên là chắc chắn thì không sốc được. Nên là cũng hạn chế phần nào cái lượng đám của mình ấy. 17 phút trôi qua rồi, vẫn chưa biết mèo nào cắn mưu nào cả. Bây giờ thì tém bên mình lấy 3 đường có lẽ là phương án tối ưu hơn. Có xéo ca trên trong đội hình á thì sẽ lấy tu dễ hơn á. Nhưng mà lại có giao tranh rồi. Rồi pha này bắt xa thủ tém địch này. Mấu chốt vẫn là bắt xa thủ tém địch được. Mất giáp hồ manh đúng không? Tỉnh dậy thì lùm lúa luôn này. Lên bảng điểm số này. Bắt luôn này. Chạy đâu. Mất tốc biến đến từ Alistair rồi. Lại một pha tráo đổi thì lơi một tí. Nhưng mà mình nghỉ thì chưa. Mình sẽ ping cho đồng đội. Đó là chú ý đẩy 3 đường thì sẽ hợp lý hơn. Team bên mình hắng say quá anh em ạ. Lao lên luôn đẩy 3 đường thì có lẽ là hợp lý hơn. Chứ tình huống đó lao lên thì mình nghĩ đó rất chứ là khó. Team bên địch thì vẫn đáng con. Rồi pha này tình huống này thôi không được rồi. Bắt Alistair thì chắc chắn không phải là mục tiêu của mình. Mục tiêu của mình là bắt Slim thôi. Xeo ca tên mình thì cũng bảo à, lùi đi rừng. Bây giờ thì ta thân xế giá phụt thứ gọi là 19 ra rồi. Cắn quá, một trận đấu cực kỳ là cắn luôn. Thôi thôi chưa ăn được, chưa ăn được, đừng ăn, đừng ăn. Mình ping cho đồng đội là rụt lui. Có lẽ là Lavi đang tích điểm nội tài chứ không phải ăn đâu. Chứ ăn tầm này thì quả là mạo hiểm luôn. Bởi vì tém bên địch ở cái góc đó rất là dễ đánh luôn á. Team bên mình ở cái góc đó rất là khó đánh nhá. Anh em nên nhớ nhá. Ví dụ Alistair nó chỉ cần đặt đó là chưa một vách ngăn hắc ám phạt là team bên mình khó mà tấn công được. Thứ hai nữa tém địch có cái bùi đó kiểm soát dễ hơn. Thứ ba nữa thân trần của Illumia mà ở góc hẹp ấy. Choáng được 5 người thì thôi sóng. Khó mà cực kỳ khó đánh. Nếu là tầm này thì đẩy thể lĩnh lên cáo trước đã rồi sau đó ăn sau.
cứ cho thể lính lên cáo đã, bởi vì lợi thế thì mình đang có hai đường lính siêu cấp á. Nhưng mà team mình kiểu là không ai dám lên cáo để có thể được check được ấy. Nhiều khi không có tánh cơ khó chơi là vậy anh em ạ. Có tánh cơ thì thoải mái, có tánh cơ thì cứ một người ôm đám ấy, ví dụ có Toro, cứ Toro lên ôm đám ấy, còn lại phía sau xả ra thương. Còn đối với Giru lên phép thì nó cũng theo thiên hướng cấu rỉa chứ không phải là theo thiên hướng lao lên nên nó sẽ hơi khó. Bây giờ mình kích hoạt chiêu cuối này, không biết có mục tiêu nào để bắt hay không, vẫn luôn luôn đó là dừa vậy. Bắt vào vị trí tém địch, nhưng mà hiện tại thì anh em thấy hơi khó rồi. Thực sự cái góc đó rất chỉ là khó để đánh luôn ấy. Rồi tính phờ ló này đang bắt mình anh em ạ. Phờ ló này mất hóa hụt hóa rồi này. Còn khá là thấp máu nhưng phờ ló mùa rất chỉ là tốt. Mình mất đi đó là cái giáp hồ mình. Bán lên liêm đợt mình nhưng mà tỉnh dậy thì gặp ngay đó là ba người luôn. Và mình thì cũng mất đi đó là cái màng hạ gục. Thì bên mình thì bảo thua. Khó anh em ạ, tầm này hơi khó rồi. Thực sự đây là điểm yếu khí có không có gọi là tánh cơ trong đội hình á. Tú lén té mình thì cũng phải lên bảng điểm số. Nói chung cũng có những cái điểm mạnh nhưng mà cũng có những cái điểm yếu. Điểm mạnh thì khả năng dọn dẹp lính cũng sẽ tốt hơn đến từ vị trí của ghi đút. Nhưng mà thực tế thì chất tưởng của té mình thì dọn dẹp lính quá là tốt rồi. Dừng đó là pháo lên đến từ vị trí của xeo cá thì có thể đó là lấy trụ. Hoặc là có thể là dọn dẹp lính rất là tốt. Bởi vì sải tái khi dừng pháo chiêu cuối của xeo cá thì tầm rất là xa. Cắn quá anh em ạ. Cuối trận khi tém đi có những món đồ bảo hộ rồi thì mình cũng sẽ khó chơi hơn. Tú lén bảo đẩy lính đi, mình cũng bảo lính cáo đi. Bởi vì lính cáo thì anh ta thân sĩ giang hơn đấy. Bởi vì tém đi phải dọn dẹp lính. Chứ mà lính thấp rất chết là khó luôn. Rồi bây giờ thì đang thấy tầm nhìn của hai người tém đi. Pha này không biết có bắt được hay không này. Tím địch lùi về rồi, lùi về thì ăn được nhá. Bạn hãy ăn luôn đấy, ăn nhánh để đã ăn là phải ăn nhanh nhánh á. Còn không chỉ tém đi ra cướp ấy. Nhánh. Ui, thôi xong rồi. Bạn này không biết có giữ được hay không. Mình lao vào, nhưng mà lại dính ngay cái ngục tù vĩnh hằng á lớp tớ. Không vào thì không được, vào thì lại hơi khoái. Bởi vì tình huống đó thì giao tranh thì bên mình hai người. Mất hai người đẹp cái trù ở khu vực đường rồng rồi. Nên là hơi khoái phá đó ấy. Mất ta thân xế giá nhưng mà vẫn ăn được. Đó là hai điểm hạ gục của Team Bendix. Thì cũng giảm đi phần nào sức cống trù để tư Team Bendix á. Nắm Team Bendix toàn là lên đồ kháng phép cả. Và mình chắc nhẹ gọi là Team Bendix gọi là lên sạch DSP. Bởi vì chất tưởng của Team Bendix hồi phục khá là tốt này. Slim thì có cái cúng ta má. Bên cạnh đó thì những cái giáp gai á nữa. Nên lên sạch thì sẽ hiệu quả hơn trong những pha combat á. Và mình nghĩ là trận đấu này thì SP tay mình lên sạch là sẽ hợp lý hơn so với vị trí của Tulen. Tulen tay mình thì cũng đóng huấn chương trói luôn bởi vì tay mình địch xả thương phép cũng khá là ok. Anh em thấy thì tay mình địch đóng hai người hai cái băng nhận này. Rồi đến xa thủ tay mình địch cũng lên gọi là huấn chương trói kháng phép nữa. Thực sự quá là nhiều đồ kháng phép luôn. Sạch trúi hôn ấy. Thôi bình tĩnh. Bây giờ thì anh em thấy thì trước hết thì ăn con giá tá nhá. Đúng giá tá với mình thì nếu mà mình ở thế ok thì mình bắt được giá tá ấy. Đây tình huống này thì mình sẽ núp đấy để xem có bắt được giá tá hay không nhá. Mình nghĩ giá tá sẽ di chuyển qua đấy và núp đấy để bắt. Đám của mình thì có lẽ là ok. Đây và này chiếu 1 này, chiếu 2 này, chạy đâu con một lại con bắn sướng, lại con thân trần. Mình vẫn đang con bắn sướng nhưng mà tém địch lại hỗ trợ kịp thời quá. Nó áo nháy được mình bằng cái bắn sướng anh em ạ. Và người nói chung tình huống đó nếu mà 1-1 thì mình ngắn được nhưng mà tém địch lại hỗ trợ nữa, lỗi rồi. Tưởng là bắt được đó là vị trí của giá tá tém địch là ok nhưng mà cuối cùng thì tém địch lại hỗ trợ đẹp quá. Thêm cái thân trần đến từ Illumina làm choáng mình nữa. Tỉnh dậy bắn sướng thì lại gặp ngay ông Slim nữa. Thôi xong, mình lên bảng điểm số. Slim tem đi thì cũng đóng luôn ở là huân chương trói kháng phép. Bây giờ thì về thị trần thì tem đi đang ép được vào tỉnh bên mình. Nhưng mà với những chất tưởng cầu riệt tốt như ghi đú rồi thêm đó là những cú dừng pháo đến từ xéo cá nữa thì mình nghĩ tem đi rất là khó để được cống được trú á.
Sải tái của tém đi thì cũng dai, nhưng mà sơ lím thì không phải là quả dai anh em ạ, cũng phải vào trong tâm trù mới có thể lấy được trù, nên là cũng khá là dễ. Còn lại các chất tường khác thì toàn là đám phép thì khả năng lấy trù rất là khó. Đấy, lần này không có bắn sướng này này, lúc này không thành công nhưng mà lần này thành công rồi anh em ạ. Thì có khí đó là thất bại nhưng mà có khí thành công, lúc này là đồng đội của tém đi hỗ trợ tốt quá. Còn lần này không có đồng đội tém đi hỗ trợ nữa thì giá ta lên bảng điểm số, bởi vì đám của mình cũng to chứ lấy. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những món đồ. Thứ nhất đó là cái đồ đi rừng gom lô ghi, món đồ đi rừng sạp thương phép. Thứ hai thì giày xuyên giáp phép, nhưng mà cuối trận thì mình đổi giày kiến cương. Thứ ba thì sẽ lên thập tự kiếm. Thứ tư thì sẽ lên trường hồn mang xuyên giáp phép. Thứ năm thì vướng miền giúp gia tăng lượng công phép. Và cuối cùng đó là món đồ linh đồng giữa quả cầu bắn sướng, giữa giáp hồ mệnh, giữa liêm đoạt mệnh. Món đồ cuối thì linh đồng. Và pha này ăn ta thân xế giá nhánh nhá. Tầm này thì ăn nhánh không chỉ tém địch lên cửa phát nửa thì thôi xong ủi rồi luôn đấy. Ok, chắc chắn thì pha này ta thân xế giá thuộc về team bên mình rồi. Một trận đấu cắn như kẻ chỉ anh em ạ. 25 phút trôi quá, cứ bên này tấn công với lại bên kia tấn công. Bây giờ đến lượt bên mình tấn công khi mà có lời thì ta thân xế giá. Về phần phù hiệu thì mình sẽ sử dụng phù hiệu má chủ nổ sát thương để có thể kết liễu mục tiêu một cách nhanh nhất. Đây, pha này mình sẽ lừa để bắt vào tướng địch này, kích hoạt đó là chiêu cuối này. Sơ lím đâu? Ủa, sơ lím chạy nhanh thế. Thế xong rồi, tình huống này mình lỗi rồi. Tưởng là lại bắt vào vị trí sơ lím của tém địch nhưng mà cuối cùng thì không bắt được. Nhưng mà tìm bên mình thì cũng đang ở thế hơn người á. Ta đổ mình cũng hơi chủ quan này anh em ạ, tưởng là lao vào kẹp góc. Ai dè là không bắt được, lỗi rồi. Lỗi thuộc về mình nhưng mà lần này thì lại tím gánh rồi anh em ạ. Cuối trận thì tím gánh rồi, lối điều của Tú Lén rất là đẹp luôn, kết liễu được vị trí của Mittemendic. Nói chung có ăn được ta thân xế giá nên là hơi chủ quan xíu, sorry. Sorry đồng đội, và cuối cùng thì đồng đội gánh được mình rồi. Bây giờ thì lấy được 3 đường là chắc này. Ngục tu vĩnh hằng quả là tớ được sử dụng nhưng phải có đồng đội hỗ trợ kìa. Tớ lo mùa cũng khá là hay, mùa cũng khá là tốt, mùa cũng khá là dẻo, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải bỏ chạy. Về phần bảng ngọc thì mình sẽ lên cho Kera như sau: ngọc đỏ đó, tốc đánh tỷ lệ chỉ mang, ngọc tím tốc đánh tốc chạy, và ngọc xanh tốc đánh và xuyên giáp phép. Và trận đấu thì kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật thành công.